222 kg dành cho một con động cơ điện có công suất là 22 kW các bạn ạ. Thì đây là con động cơ điện đến từ nhà sản xuất động cơ điện Hyosung cao cấp Hàn Quốc. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông số kỹ thuật cần thiết của công suất 22 kW này. Các bạn cùng theo dõi nhé. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy với công suất 22 kW của chúng ta thì đây là một dạng động cơ điện nằm ngang và có kiểu dáng là chân đế như thế này các bạn ha. Với động cơ điện Hyosung có công suất là 22 kW này sử dụng điện áp 3 pha 380V các bạn ha. Và đây là một dòng động cơ điện 4 cực thì nó sẽ có tốc độ vòng quay của nó là 1470 vòng trên 1 phút. Với động cơ điện Hyosung thì được trang bị tiêu chuẩn bảo vệ kháng bụi kháng nước là IP55. Thì các bạn có thể thấy là với cái kiểu dáng như thế này thì chúng ta thấy là cái phần nắp trước và cái phần nắp sau cũng như là cái phần hộp điện của động cơ nó sẽ được kết nối với cái vỏ của động cơ. Thì với cái cấp độ IP55 nó sẽ giúp cho động cơ không bị nước phun từ nhiều phía cũng như là những cái hạt bụi nhiễm rơi vào bên trong động cơ, nó sẽ giúp bảo vệ động cơ điện tốt hơn. Và động cơ điện 22 kW của chúng ta là động dạng động cơ 4 cực các bạn ha, nó hoạt động ở tần số là 50 Hz. Thì về cái sơ đồ đấu điện các bạn có thể tham khảo ở trên tem của động cơ. Nhà sản xuất động cơ điện Hyosung có thể hiện cho chúng ta hai cái sơ đồ đấu. Đó là cái sơ đồ hình sao và cái sơ đồ hình tam giác được thể hiện ở trên tem như thế này. Về tổng quan bên ngoài thì các bạn thấy là với động cơ điện Hyosung của chúng ta khá là vạm vỡ. Thì đây là công suất 22 kW. Các bạn thấy với cái màu xanh như thế này là một cái màu tiêu chuẩn dành cho động cơ 4 cực của Hyosung. Và tổng chiều dài của động cơ 22 kW tính từ đầu của động cơ cho đến cái phần đuôi này nó sẽ có chiều dài là. Và thông số của trục cốt có đường kính là với chiều dài và then của chúng ta. Có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn là ở trên tem của nhà sản xuất động cơ điện Hyosung có thể hiện cho chúng ta hai cái mã vòng bi. Thì ở trên cái phần rotor nó sẽ có hai vòng bi ở phía trước và phía sau. Thì hai cái mã vòng bi này được nhà sản xuất Hyosung họ thể hiện cái mã ở trên tem cho chúng ta, và chúng ta nhìn vào cái tem chúng ta cũng có thể biết được là với cái mã vòng bi trước và vòng bi sau nó thể hiện và nó có cái mã như thế nào. Bên trong thì nhà sản xuất động cơ điện Hyosung sử dụng hai cái thương hiệu vòng bi chính, đó là KBC và thương hiệu vòng bi FAG. Thì về KBC nó là một cái thương hiệu vòng bi hàng đầu của Hàn Quốc. Và hai cái thương hiệu vòng bi này là hai trong những cái thương hiệu vòng bi hàng đầu thế giới mà được sử dụng trên động cơ điện Hyosung. Chính vì vậy thì nó đã góp phần nên tạo nên cái chất lượng của động cơ điện Hyosung. Còn về cái lớp vỏ của động cơ điện Hyosung của chúng ta thì đây là một dạng động cơ điện sử dụng cái lớp vỏ là bằng gang các bạn ha. Nên là cái cân nặng của nó đạt đến là 222 kg. Một con số khá là đẹp phải không các bạn? Theo như thông tin của nhà sản xuất động cơ điện Hyosung thì về cái lớp vỏ bề mặt này nó được sơn lót và sau đó sơn phủ urethane lên các bạn. Thì về cái lớp sơn urethane là một cái dạng sơn tạo cho cái bề mặt này nó có độ bền và nó chống lại bảo vệ được cái lớp vỏ động cơ khá là tốt. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn những cái thông số kỹ thuật cần thiết dành cho động cơ điện Hyosung có công suất là 22 kW sử dụng điện áp 3 pha 380V. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.